Thế anh mới ngủ dậy. Chuẩn bị quà Giáng sinh. Năm nay thất thu mọi người ơi. Năm nay có mấy món quà, không có nhiều. Hello, mẹ yêu. Đầu tiên là món quà của mẹ chồng. Gì đó, người xa mới thấy. Hôm bữa là mở ra hết rồi. Chứ không phải là gói kiểu này, nãy như mở trước rồi. Giờ mới mở cho mọi người xem. Để tập hợp quà đầy đủ. Món quà đầu tiên màu đỏ. Đây, vậy cái này của cô chồng. Trong này sẽ có một cái tấm thiệp. Bữa không thấy này. Tấm thẻ Amazon 50 đô. Một cái thẻ Visa 50 đô. Trời. Quá dữ. Trong món quà gói như thế này các bạn, bên này gói quà đơn giản lắm, có hộp mua sẵn, hộp có cái nắp đậy lên, xong được một cái áo, $44. Xong một em. Rồi, tiếp tục. Cái này là món quà của cái cô chủ nhà hàng. Cái chỗ đỏ khao hết trơn nè. Đây. Ví dụ gì? Dạo này bên này chắc cũng nhiều người xài. Một trăm mấy đô, trời. Hai mông 100 đô. Ôi cái túi này da mềm các bạn. Cho mình xem bên trong. Cũng có 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn. Bên ngoài thì túi này để đựng đồ sốt. Thôi nói thiệt nha, đừng chơi với anh quê nha. Không bao giờ xài túi hiệu. Với anh xài túi là maximum là 500 ngàn. Lần đầu tiên có người cho cái túi 100 đô. Thiệt. Đừng ai chơi với anh quê chứ. Đó giờ không biết xài đồ hiệu. Xài đồ chợ. Với anh túi cao nhất của với anh là 500 ngàn. Maximum là cái bị dụ mua trong chợ Bến Thành nha, chứ không phải là cố tình mua cho sang nha. Mà đi chợ Bến Thành ta lôi kéo quá thì mua, chứ không phải là vì anh muốn mua 500 ngàn cái túi. Bình thường là có chừng trăm, trăm mấy là cao. Mà hôm bữa bị dụ. Hello patron yêu quý. Đây là quà của chồng. Chồng cho nhiều cái đắt nhất linh tinh lắm. Chồng cho tiền nè, xong rồi cho cái này. Món này mở ra ta. Cái hộp này có gói nữa mà Vinh mở ra rồi. Đây là cái hộp nhạc. Đây là cái hộp nhạc, cái bài hát mà đầu tiên Vinh với ổng quen. Bị dụ luôn á. Chân. Bị dụ. Không phải, hình như 500 ngàn, 500 mấy, gần 600 nữa. Trong chợ Bến Thành. Không có tiền mà còn dụ mình đó. Đây là cái hộp nhạc. Mà đây nó chứa bài hát đầu tiên với anh với ổng quen nhau. Thì ổng mua cái này. Cái này là tiếp cái này. Đây là mẹ chồng tặng. Hello An.
tay nghiêng của tôi. Mẹ chồng tặng cái quần. Còn nữa mẹ chồng tặng 2-3 món rồi. Nay thất thu lắm mọi người, năm nay không có nhiều quà luôn á, không có đi qua nhà ai chơi được hết trơn á, ở nhà không. Quần này bận ở nhà, quần này mát lắm mọi người. Mẹ xé nhãn ra rồi. Quần này rất là mát luôn. Rồi. Cái này cũng của mẹ chồng tặng. Mẹ chồng tặng 2-3 cái rồi. Hôm trước đi chơi là mẹ chồng cho 100 đô rồi. Hôm nay thì tiếp tục tặng quà. Hai cái quần. Quần để bận ở nhà mọi người. Tại mẹ chồng thấy lạnh á, mà với anh ít mua đồ lắm. Tại thứ nhất là lười, thứ hai nữa là không có nhu cầu, cho nên là không có mua. Xong cái mẹ thấy vậy mẹ đi mua cho quá trời đồ. Là được 3 cái quần rồi đó mọi người. Vải đây nó mềm, nó mịn lắm. Rồi, này cũng là của mẹ chồng cho, mẹ chồng tặng. Này giống như cái ornament, cái mà để treo lên cây thông á mọi người. Mẹ cho năm nào mẹ cũng sẽ mua cái mới tặng cho mấy đứa. Cái này là con người tuyết. Cái này là con hai con chim. Để mở cho mọi người xem. Có ai hỏi gì tôi gì không? Tôi tâm sự cho nghe. Tâm sự nơi xứ người. Đấy. Thấy cưng không? Để treo lên cây thông á mọi người. Trân thi học kỳ cho em. Hello An, trời nãy giờ mới thấy An. Mẹ chồng dậy rồi, mẹ chồng mình đang nấu đồ ăn sáng. Ta-da. Hello bạn Kim Hồng. Thì cái gì cũng thấy cưng hết trơn. Ư nụ. Ai thắc mắc là hôm nay sao Ben không đi làm nữa. Chị rất là khỏe. Chỉ có cái là bà Nguyệt bà tới bà hành chị mấy ngày nay, cho nên là chị hôm nay đau quá cho nên ở nhà không đi làm. Đây là quà của một bé làm chung. Làm chung đầu tiên nó 2-3 món quà lại thế. Nó biết Ben hay đi du lịch đó, nó tặng cho cái nem tác. Cái đầu tiên. Hai cái này là xà bông. Xà bông làm tay, tự làm tay á. Xin chào chị Uyên. Rồi. Nó là có cái gì ta, cái này là cái gì vậy? À vớ. Vớ mà dạng này là nó đeo cao á mọi người. Mềm. Mùa đông này. Hello holder. Mềm lắm. Rồi, tiếp tục. Cái này của ai tặng vậy? À, của cô chồng một cái. Của cô chồng tặng. Illusion. Hiệu này thơm á, ngọt lắm. Rồi. Bôi lên cái nó ráo liền luôn. Thơm quá. Rồi. Cô chồng tặng cho cái này. Để
để qua một bên. Cái xà bông này thơm lắm mọi người. Xà bông kiểu như người ta làm tay á. Này cũng là một trong những chị chủ tặng. Biết khui sao ta? Cái này thì chưa khui. Này có mấy món quà mọi người, không có nhiều. Ê, set son. Son với gì ta? Trời ơi, ba cái dùng mỹ phẩm này. Rồi, thú nhận thiệt với mọi người luôn, mỹ phẩm Vinh không có gì mà xe xua hết. Còn mấy cái hiệu này giống như là nhiều người xài. Là cái gì ta? Ừ, son. Son. Son kẻ. Còn cái gì? Hai hũ son nhỏ. Đẹp quá à, em cảm ơn chị. Ý dạ. Cha mở sao trời. Ồ oh. Lúc đầu tưởng son nước ở nhà son thầy là thổi mọi người. Tưởng son nước ở nhà son thổi. Ây dạ. Hết như coi rồi. Còn mấy món nữa. Này thỏi đỏ tươi chết xong mọi người coi nha. Mà này mà đỏ tươi cái mà này chắc là này mà đỏ đất không biết mọi người ơi. Đây ai nào rồi tiếp tục. Đâu rồi ta? Không cần nữa. Này là quà của chú họ. Cô chú họ. Này là cái mền mọi người. Mềm lắm. Ấm lắm. Hello con bé nghe. Mềm lắm. Dạo này sao rồi bé yêu? Kho hàng của tôi. Cái này mở ra đây không ta? Thôi mở thì nó sụp sụp đổ thao gì lắm. Còn mấy món nữa. Người đợi chị đi lấy. Đây là của mẹ chồng tặng. Thật ra là mở ra rồi. Nhưng mà gói gói lại. Một cái quần jean. Nãy giờ là bận quần ở nhà. Bây giờ sẽ có quần đi chơi. Đừng lét xuyên mà giả xuyên nữa các bạn. Dài lắm. Nói mọi người biết chứ ở bên Việt Nam Ven là to người rồi nha. Qua bên đây Ven chỉ mặc size M rồi. Size trung á. Chứ không phải là size bự. Tự nhiên lâu lâu cái quên. Mở mắt ra cái xong đi làm mới tự nhiên nhìn xuống. Ủa sao ai cũng to bự hết trơn. Ai cũng lớn. Ai cũng cao hơn mình cả khúc hết trơn. Mình đứng tới vai. Nhiều khi đứng tới nách người ta. Mắc cười. Còn một món. Còn mấy món nữa mà chưa được nhận. Quà của ba chồng nữa. Em chào cô Hương. Còn món quà của ba chồng nữa. Nhưng mà chưa có qua nhà ba. Chưa qua nhà ba được. Này là quà của chú họ. Cô chú họ chồng.
Đèn cày để trang trí, đèn cày điện để trang trí. Tại sao nó có pin nữa. Đó. Trang trí. Hello anh Thành Lộc. Cái này chắc cũng để trang trí hả ta? Xem nó là cái gì. Năm kia. Hơi thần tiếng cho bạn nghe. Chắc là để trang trí thôi. Chào chị Yumi. Hai cái một cặp. Vậy thôi đó. Giáng sinh chỉ có bao nhiêu đây thôi. Mọi người khỏe không? Nhớ mọi người lắm. Nhớ Việt Nam lắm mà chưa có về được. Thứ nhất là chính phủ Việt Nam đóng cửa. Thứ hai là dịch á. Cho nên là nhà chưa có muốn về. Sợ là đi thì sẽ bị nhiễm á. Nói chung là không có dám đi ra sân bay. Với lại biết sao, nếu mà có về được Việt Nam thì cũng phải cách ly mười mấy ngày. Hello Thúy. Cách ly mười mấy ngày cũng là hết thời gian rồi. Tại vì nếu mà muốn về được thì chồng với anh chỉ có xin nghỉ được khoảng 1-2 tuần thôi. Mà cách ly như vậy 2 tuần hết rồi, đâu còn đi chơi đâu. Cho nên là thôi đợi mọi tình hình mọi thứ ổn định rồi về. Chứ bây giờ cũng muốn về lắm luôn. Cái lụa xình nãy thích sức thơm ghê luôn á mọi người. Nó khô queo rồi, xuất vô 5 giây cái nó khô rồi. Là quà của cô tặng. Em mới ngủ dậy em mặt sưng mút luôn thấy không? Chưa khỏe Thúy ơi. Tôi cũng muốn về lắm mà chưa có về được. Khi nào về tôi sẽ hú bà. Nói chung lập được 3 cái quần nhờ mặc ở nhà, 1 cái quần đi chơi. Thích nhất là cái giỏ này Vera. Rồi được những cái lặt vặt á, thích lắm mọi người. Ồ, chồng với anh còn tặng một cái nữa, đó là cái xét nghiệm ADN á, để xem thí dụ nếu như mà ai mà có dòng họ của mình mà có cũng đi xét nghiệm cái đó thì mình sẽ phát hiện ra là tổ tiên ông bà cha mẹ của mình đang ở đâu. Và chuẩn bị với anh sẽ đi làm cái test đó, chỉ là gửi cái mẫu nước bọt của mình xong rồi gửi trong cái hộp đó đem gửi đi chơi đến địa chỉ của người ta. Hello bà Hà. Rồi người ta sẽ làm xét nghiệm, rồi người ta sẽ xem ông bà tổ tông của mình là ai. Được thêm cái áo. Năm nay thất thu mọi người ơi. Chị khỏe Hà ơi. Em dạo này sao rồi? Mấy cái này thôi mình bỏ vào trong cái hộp đi. Vân Anh, xài son không? Chị có 3 cây son được tặng. Chào chị Hồng Nhâm. Mọi người có gì hỏi em nữa không? Ở nhà buồn quá. Bình thường đi làm. Chứ hôm nay cái bà Nguyệt bà quậy cho tưng bừng đau bụng quá. Xong cho nên là ở nhà thôi. Cái này mới quan trọng nè. Nó chỉ bị sưng mình em chứ không có mập. Em chào chị Sumi. Em vẫn khỏe mọi người ạ. Thích cái này phải bỏ vô máy liền. Cái lạc giặt thì bỏ đây. Còn nữa đó mọi người. Nhưng mà bên không chờ. Để mai mốt thì mở sau.
Đúng rồi, về kéo kéo sao hồi thành ngũ linh. Được hai cái thẻ, mỗi thẻ 50 đô. Chồng với anh làm việc ở nhà, tại vì dịch đó cho nên văn phòng người ta chuyển về nhà. Lâu lâu có ngày Giáng sinh, năm có ngày Giáng sinh phải đã chứ chị Sumi. Chị cũng chưa xài hết nữa nè Hà. Mong, nói chung là mong về Việt Nam lắm rồi. Người có hỏi về anh sao không về Việt Nam, nhắn tin hỏi sao không về Việt Nam. Về nói ủa Việt Nam chưa có nhận hả? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là còn dịch nhiều lắm cho nên là không có về. Về thì từ từ về cũng được, đâu sao đâu. Chắc nếu mà có dự định là sẽ là năm sau, năm sau về. Đáng lẽ là đợt vừa rồi mà không có dịch đó là về hồi năm rồi, hè năm rồi luôn á, là giấy tờ mình có sẵn hết, có hết rồi thì chỉ việc mua vé máy bay về thôi. Nhưng mà năm rồi thì dịch bùng dịch cho nên là không có về được, là đi dọn về cái chỗ này. Mấy cái hộp, mấy cái em bao nào mà còn đẹp đó mình giữ, còn mấy cái nào mà xé rách rồi thôi mình quăng đi. Đúng rồi chị ơi, chị Nhâm ơi, mong mong sao cho hết dịch nhanh nhanh để con về Việt Nam chơi thăm mẹ thăm em. Nhớ Việt Nam chứ, họ nhiều người nhắn tin ven hỏi chứ có nhớ Việt Nam không đó. Trời ơi, nhớ chứ sao không nhớ, nhưng mà mình chưa về được thì phải chịu thôi. Dạ em chào chị Hương. Mấy cái này đẹp quá. Làm sao mà nó bị trút luôn rồi, cắt nút luôn. Giờ đang dọn hư quà xong rồi, bây giờ dọn dẹp. Dọn cho nó gọn lại. Ở nhà chán rồi. Mới ở nhà có một hôm thôi. Mới nhà có một hôm thôi mà chán rồi rồi. Bình thường đi làm hay đau bụng quá suy nghĩ, tháng nào cũng phải có một trận nhừ tử tư như vậy rồi xong rồi khỏe. Không biết có thuốc gì uống hết không chứ thuốc nào uống cũng nghe lời uống mà không có hết. Thì cảm ơn bạn Kim Xoan. Ai cũng chê mập hết. Mai mập rồi, u nu rồi. Không còn dáng em thức tha nữa rồi. Đã giảm cân, qua bên này bơ sữa, bơm không à? Không có ốm nổi. Uống thuốc để đau bụng hàng tháng ấy. Bé bé xoay đau bụng hàng tháng đau lắm. Nay là ngày thứ năm rồi, thứ ba thứ tư rồi mà nó chưa hết đó, cho nên phải xin nghỉ. Chị mình cũng uống thuốc giảm cân. Chị đang giống như là mình kiêng ăn, mình ăn ít tinh bột thôi, dạng người ta gọi là keto á, mình ăn ít tinh bột lại thôi thì nó cũng hiệu quả, thấy nó cũng hiệu quả.
chắc là bỏ đây đi. Rồi treo lên. Em uống thuốc gì vậy bé Xoan? Chị sợ uống thuốc là nó sẽ bị ảnh hưởng tới đường sinh đẻ, cho nên là không có dám uống. Chị nha, mập nó mệt lắm, mập nói chung là di chuyển nó nặng nề lắm, thôi đừng có mập. Bé Xoan em uống thuốc gì vậy? Dạ em chào chị Trang Võ, em chào chị Bạch Hà, em chào chị On, lâu mới gặp chị On. Để mọi người nghe vui lắm. Ở bên này nó có nhiều cái khác ở bên Việt Nam á. Mình cũng nói chung qua bên đây không phải là quá sốc, nhưng mà cũng ngạc nhiên. Cái nhất là ví dụ thì mọi người cũng biết, ví dụ như ta cái đo lường nè, hoặc là thời tiết, thời gian thì nó khác thì không nói rồi. Nhưng mà giống như mấy ngày mới qua nó sẽ bị như là bị đừ á. Kiểu thời gian thay đổi á, ban ngày mà bên này là ban đêm bên kia á. Thì bên phải một tuần bên mới quen. Rồi cái số 2 nữa là mắc cười á. Học sinh á, đi học á, nhuộm tóc, nhuộm đầu đỏ, đầu vàng, đầu tùm lum hết. Mà bên nhìn giống như đi đón con đi học về á, thấy ủa mấy đứa này nó đi học mà nó nhuộm đầu. Có đứa nhuộm đầu màu xanh lè, đứa nhuộm đầu màu đỏ quét. Cái hỏi ông xã nói ừ bên đây nhuộm tự nhiên mà, chứ đâu có nhuộm, nói chung là nhuộm thoải mái, không có bị vi phạm nội quy gì hết. Nói, ủa mà mấy đứa nó, ba mẹ nó khuyến khích nó nhuộm, ba mẹ nhuộm chứ, tại mấy bạn biết mấy bé nhỏ xíu à, đâu biết gì đâu thì ba mẹ nhuộm cho. Thằng ta nói rồi đi ăn bên này ha, cái sai đồ ăn hả, ta nói nó hứ hự. Không lẽ giờ mình nói mình đi vô quán mà mình gọi cái đồ ăn của con nít chứ. No. Con chó. Hi Dad. Ba chồng đang coi livestream. Hi Hannah. Nói chung là xong rồi đồ ăn to lắm, một cái size đồ ăn của nó có đầy đủ hết trơn á, có món phụ món chính, xong rồi có thêm ly nước nữa, đồ ăn vặt á. Mà mỗi lần ăn là Vinh toàn ăn phần nửa thôi, không ăn hết cái burger. Em qua bên này được gần 2 năm rồi chị Nhâm, mới được gần 2 năm thôi. Xong rồi còn ha, đi nhà hàng á là menu của người ta là mình thì mình cứ tưởng nó dễ nhỏ, mình gọi cho cố vô ra mà đầy một bàn hết trơn á. Đúng rồi chị Nhâm, qua bên này khoảng tuần em mới quen được giờ. Xong mình gọi đầy đồ ăn đầy bàn hết trơn. Cái ông chồng mình nhìn nó, ủa sao em kêu nhiều quá vậy, em đâu biết đâu, em tưởng là dĩa nhỏ nhỏ hay nhà dĩa nào, cái này nó to chà bả vậy nè. Rồi kêu ra thì ăn không hết thì phải đem về. Đúng rồi chị Sumi, trời uống nồ à. Em giờ muốn giảm chừng 10kg nữa mà chắc hơi lâu nên giảm từ từ. Em đang tập ăn keto, tập ăn rau ít tinh bột. Em ở bên Mississippi chị Nhâm.
Nói chung qua bên này cũng nhiều cái nó lạ lẫm lắm. Đúng rồi chị, nhà em có cái máy chạy bộ nè, mà có khi nào em trèo lên em chạy em đâu. Thứ nhất là lười. Thứ hai là như mình quên á chị, mình đi làm về xong rồi cái mình mệt mình tắm rửa mình đi ngủ luôn. Chứ mình quên, mình không có nhớ tới nó, là lúc nhớ tới nó là mình đang nằm xả lai chuẩn bị ngủ thì thôi khỏi leo lên luôn. Đây là nãy giờ được có như đóng vô đây thôi, bị thất thu đó mọi người. Ồ, Carolina đóng này nữa. Hi Maddie, cha mình livestream nói tiếng Việt không à, đâu nói tiếng Anh đâu. Mami không nói gì hết trơn nhỉ Mami. Qua bên này mập là thấy rõ luôn á. Hồi trước bên mặt V-Line nha, bên mặt như nè. Xong qua bên này ú nù luôn nè, thấy không? Mặt online luôn rồi. Hỏi xem biết được không trả lời. Em chào chị Min Min. Hỏi mọi người hỏi em qua bên này á, hồi lúc hồi lâu lâu hồi mấy tuần trước á, mọi người hỏi em qua bên này ăn uống có hợp không, thì em mới trả lời chứ chị nhìn em đi là chị biết ăn uống có hợp không. Nói, từ 60 kg qua bên này tăng 10 kg là 70 kg, có cái cân ở trên á, trên lầu á, mà có bao giờ dám bước chân lên đâu. Em sinh năm 92 á chị. Này thì không có đi làm ở nhà. Bình thường là thường làm 11 giờ mới làm, thì 9 10 giờ em dậy. 10 giờ em dậy xong rồi đi làm. Hello baby. 10 giờ đi dậy xong 11 giờ mới làm, thì chạy tới chỗ làm chắc chúng chừng 15 20 phút à. Chị Minh Minh. Trời sung sướng vậy, đi làm mà vô coi livestream được luôn hả? Nói chung chỗ làm thì em cũng thoải mái. Mà có cái là có việc thì mình làm, không có việc thì mình nghỉ. Chị tuổi con khỉ. Chị tuổi con khỉ tuổi thân. Thôi chắc livestream nãy giờ đủ rồi. Hôm sau em livestream tiếp nha mọi người.